Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thưa quý vị, lúc này trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang cập nhật một số những cái chi tiết mới về cái vụ xả súng ở tại thành phố Uvalde. Thì bây giờ đó, cái cuộc điều tra này vẫn đang diễn ra, và đặc biệt cái ông police chief mà người đã đưa ra cái quyết định chết người là không cho tất cả lực lượng an ninh xông vào để mà cứu các em, mà ông lại nói là ông đã nhận được cái tin tức sai lầm là tay súng cố thủ trong một cái lớp học trống, để rồi y ở trong đó suốt gần một tiếng đồng hồ bắn chết 19 học sinh và hai cô giáo. Thì ông Pedro Arredondo đây, thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, cái cơ quan an toàn công cộng của Texas, gọi tắt là DPS, thì ông director là ông Stephen McCraw đã nói là, đó là cái tin tức ngày hôm qua thưa quý vị, thì ông nói là theo như ông biết là cái việc mà nhậm chức tuyên thệ vào hội đồng thành phố của ông Arredondo đó sẽ tạm hoãn lại, bởi vì cái thời điểm nó đang quá nhạy cảm, cũng như là sức ép của dư luận, cho nên là thành phố tạm hoãn. Thế nhưng báo chí họ sáng sớm ngày hôm nay, tất cả mọi người đều bất ngờ, đó là chiều hôm qua đó, Arredondo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại hội đồng thành phố, đã nhậm chức mới rồi. Và ông thị trưởng của Uvalde là Don McLaughlin, ông đã xác nhận, chỉ là họ không có tổ chức cái nghi lễ như bình thường thôi, thưa quý vị, nghĩa là họ muốn né cái việc mà dư luận nếu mà biết họ sẽ kéo đến họ phản ứng vân vân. Thì bây giờ đó, gia đình các nạn nhân họ cảm thấy là họ bị lừa, bởi vì họ đang không có muốn ông này nhậm cái chức mới. Rất nhiều người hiện nay đang kêu gọi ông là hãy từ chức đi với những cái sai phạm mà ông đã làm. Thế nhưng ông này ông vẫn mặc giày âm thầm đi nhận chức mới nữa, thưa quý vị. Thì bên cạnh đó đó, phía cơ quan Texas Ranger cho biết đây cũng là một trong các cơ quan liên bang mà họ đang tham gia vào điều tra cái vụ thảm sát này. Họ đã nói rằng hai ngày vừa qua họ liên tục liên lạc với ông Arredondo, yêu cầu có thêm một cái cuộc interview thứ nhì nữa, nghĩa là ông đã khai cái lần đầu tiên đó, thì ông khai với DPS, thưa quý vị, là ông nhận được tin tức sai lầm. Thì bây giờ Texas Ranger họ muốn chắc ông đến cơ quan này cho thêm một cái lời khai chi tiết hơn chẳng hạn vậy. Nhưng mà họ nói rằng suốt hai ngày qua ông không phản hồi lại những cái email, những cái cuộc gọi từ cơ quan này, mà âm thầm đi nhận cái chức mới. Và sáng sớm ngày hôm nay rất nhiều ký giả kéo đến trước cửa nhà của ổng. Thì được biết là ổng chỉ nhận phỏng vấn cho CNN, thì ổng không có trả lời về cái vụ với Texas Ranger, và cũng như là cái việc tại sao trong cái thời điểm này mà ổng vẫn đi tiếp tục nhận chức mới. Ổng chỉ nói có hai câu. Thứ nhất đó là mỗi một ngày ổng vẫn liên lạc với cơ quan DPS để mà phối hợp điều tra. Và thứ hai nữa là ổng nói rằng cái việc ổng nhậm chức mới bây giờ ổng sẽ không có trả lời gì cả, bởi vì ổng tôn trọng gia đình các nạn nhân. Thì bây giờ được biết, nghe nói là có một số gia đình các nạn nhân họ đang chuẩn bị kéo đến nhà riêng của ổng biểu tình và yêu cầu ông này ổng phải từ chức. Chúng tôi cứ nhìn những 80 người vũ trang như bức ảnh mà quý vị nhìn thấy, áo giáp rồi đủ hết cả, mà trong lúc đó Ramos ở trong phòng giết chết từng em một, ở bên ngoài thì đầy người hết. Trong rất là buồn cười, và cũng là một cái sự nhục nhã cho sở cảnh sát Uvalde, nhất là với cái tên cảnh sát trưởng này. Càng đọc tin càng thấy giận dữ, dùm cho những người nạn nhân trong số này, những phụ huynh của các em. Quý vị tưởng tượng đâu, con em của mình mà nằm trong cái trường hợp như thế này, ở các tiểu bang khác nó sẽ như thế nào nữa. Đây là một trong những tổng kết của toàn bộ diễn biến diễn ra, thưa quý vị.
Và đây là cái hồ sơ mà họ đưa ra để cho thấy được hành vi bất cẩn từ cảnh sát của trường học cho tới cảnh sát Uvalde. Rồi trong phần tường trình của Thảo Yên, quý vị thấy đó là cô giáo trong trường, nhân viên của trường đã gọi trước rồi, tức là lúc mà họ nghe một cái tiếng ầm, tức là chiếc xe của tên Ramos nó rơi xuống cái đường mương đó. Sau đó bản tin ghi nhận là đầu tiên, number one, cái bước đầu tiên mà cô nghe là lúc 11 giờ 27 phút sáng là đóng cửa ngay, rồi cái cửa nó không có đóng đó. Sau đó thì Ramos crash cái truck lúc 1 phút sau, tức là 11 giờ 28. Ngay khi bước xuống xe là bắn hai người ở tại một cái nhà quàng đối diện với trường. Đây là giai đoạn thứ 3. Đến thứ 4 bắt đầu bước vào trong trường để bắn. Tức là hắn đi vào trong này, từ ở ngoài này bước vào trong này là điểm thứ 4. Và quý vị thấy đó, điểm thứ 5, school cop drives past Ramos. Người cảnh sát nhìn thấy thế này mà lái xe ngang tỉnh bơ. Rồi cái cú điện thoại 911 lúc đầu gọi đến nhân viên trực điện thoại, tại sao không gửi cảnh sát? Và khi mà nhân viên trực điện thoại đó là đã nghe tiếng súng rồi. Và nhân viên cảnh sát của trường, không phải là nhân viên cảnh sát của Uvalde. Đây là chiếc xe của cảnh sát trường, bảo vệ trường, mà lái ngang tỉnh bơ, sợ chết. Và điều này để cho thấy rằng có khá nhiều cảnh sát Uvalde sợ chết. Và ngay cả ông chỉ huy nữa lại đưa ra những cái tin tức sai lạc trong ngày hôm nay. Và các diễn biến kế tiếp để cho thấy cái sự sai lạc nó trầm trọng như thế nào. Chưa hết thưa quý vị, với cái bản tin mà quý vị nghe vừa được tường trình đó, từ cái cơ quan gọi là cơ quan an toàn công cộng á. Và điều này để cho thấy rằng cơ quan an toàn công cộng và học khu lẫn cảnh sát Uvalde không có làm việc chung với nhau. Sáng ngày hôm nay, cảnh sát Uvalde, học khu tuyên bố không hợp tác điều tra nữa, không trả lời phỏng vấn. Và họ không hợp tác nữa. Họ nói rằng cái việc mà ông giám đốc cơ quan an toàn công cộng tuyên bố là chúng tôi lầm lỗi đó, đã hôm thứ Sáu vừa rồi. Và ngay sau cái cuộc họp báo hôm thứ Sáu, chúng tôi tường trình gửi đến quý vị đó, là khi mà tuyên bố ô chúng tôi đã lầm lỗi, và ông nói là cảnh sát đã lầm lỗi khi mà tuyên bố như vậy, là bên phía cảnh sát đã giận dữ và học khu nữa. Bây giờ họ sợ, bởi vì học khu đã lẽ ra phải có những cái hành động để bảo vệ các em tốt hơn nữa mà đã không làm. Cảnh sát lẽ ra có hành động để bảo vệ các em tốt hơn nữa mà cũng không làm. Và vì thế họ nói bây giờ chắc phải liên bang được điều xuống. Và điều đó ông thị trưởng Uvalde đã đồng ý để Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xuống kiểm tra lại toàn bộ những diễn biến, họ tìm hiểu xem sau đó rồi nếu kết thúc như thế nào và liệu rằng có đưa ra các hành động kỷ luật đối với sở cảnh sát. Trong trường hợp này tắc trách lầm lỗi là đương nhiên rồi, nhưng mà tắc trách biết là có thể cứu sống các em được mà không cứu sống, đã vậy còn chống lại các phản ứng của các phụ huynh hiện nay nữa, một điều đáng buồn thưa quý vị. Trở lại với bản tin hồi nãy liên quan đến tình hình kinh tế chúng tôi đề cập tới đó, thì trong đó có bà Janet Yellen, dưới thời ông Obama bà là chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, sang tới thời ông Biden thì được ông Biden cất nhắc vào chức Bộ trưởng Ngân khố của Hoa Kỳ, cũng là một nhân vật quan trọng vô cùng đưa ra các chính sách về tài chính. Bà Janet Yellen ngày hôm nay tuyên bố bà đã sai lầm. Vâng. Và bởi vì tuyên bố của bà Janet Yellen được xem là đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì Bộ Ngân khố mà, Bộ Tài chính Hoa Kỳ mà. Cho nên bà nói rằng bà đã sai lầm khi đưa ra cái nhìn về lạm phát. Chúng ta cũng nhớ đó là hiện nay các chuyên gia, các kinh tế gia đang nói rằng cái việc mà Tổng thống Joe Biden vào đầu năm 2021, mùa xuân 2021, ký ngân sách gần 2.000 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ đó, mà trước đó đã hỗ trợ nhiều quá rồi, nhưng mà khi vào tòa Bạch Ốc thì ông hỗ trợ thêm nữa đó, thì đó là điểm đầu tiên đã khiến cho giá tăng vọt. Khi mà cái số tiền người dân, và họ nói là lúc đó thực sự người dân không cần tiền,
họ đã nhận được những cái sự hỗ trợ trước đó rồi, từ thời ông Trump, cho nên cái sự hỗ trợ của bên phía Biden là dư. Và quả nhiên như thế, mỗi một người nhận tới 3.200 Mỹ Kim, quý vị còn nhớ đó, với cái số tiền mà hỗ trợ khủng khiếp luôn. Và khi mà dư tiền họ làm gì? Họ mua sắm gây trì trệ, ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng, không COVID mà mua sắm nhiều, không sản xuất kịp thì giá tăng đều lên. Thì lúc đó bà Janet Yellen có những tuyên bố nào? Chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi tin tức này ngay sau phần quảng cáo.